Hầu hết các giống hoa ly có mặt hiện nay được nhập từ Hà Lan dưới dạng cũ. Với kỹ thuật trồng và chăm sóc, các nhà vườn Đà Lạt đã cho ra những sản phẩm hoa đạt kích thước và màu sắc tương đồng tới hơn 90% so với hoa bản địa. Không chỉ làm phong phú thị trường hoa ly trong nước, hoa ly Đà Lạt cũng đã xuất sang các nước Nhật, Hàn, Thái Lan. Được ngành sản xuất hoa các nước khẳng định, năng lực sản xuất hoa ly tại Việt Nam đang đứng thứ hai trên thế giới.